Chào cả nhà nha. Hôm nay là em nấu canh cá lóc. Cá lóc mà nấu canh chua. Canh chua gồm có là bạc hà nè, thơm nè, cà bắp nè, rồi giá, rau muống, cà chua và lá sống chua. Lá sống chua này là lá truyền thống hồi xưa giờ người ta thường nấu sống chua, lá sống chua để nấu canh chua. Rất là ngon luôn nha. Đây là công đoạn ướp cá để mình kho ha. Bỏ tiêu vô, hành tím, một nửa muỗng đường nha, cho chút tương ớt nha, tại vì có người thích ăn tương ớt á, nên cho chút tương ớt, nước mắm 2 muỗng, một muỗng nước màu, cho chút dầu ăn, cho cá nó thơm ha, chút tiêu. Trộn lên cho cá đều ha. Rồi mình nấu kho. Trộn lên xong rồi để cá 30 phút sau cho cá thấm. Thấm đều rồi em mới kho ha. Vậy cá nó mới ngon, nó mới thơm. Giờ em nấu canh chua ha. Em cho chút dầu. Tỏi vàng rồi, bây giờ mình cho nước vô ha. Nấu canh chua hôm nay đáng lẽ là phải có me, nấu thay với canh chua me hoặc là chanh, nhưng điều nhà mình có lá giấm, mình lấy lá giấm thay cho me nó ngon hơn một tí. Lá giấm này mình nấu canh chua mùi vị của nó rất là thơm mà cũng ngon lắm nha mọi người. Sắc lá này sắc mọi người thôi, sắc nhỏ mà cũng không ngon. Giờ em bỏ khóm trước ha, cho nó ra nước cho thơm. Nước sôi rồi, úp cho cá vô. Nêm canh chua cho muỗng đường ha. Bột ngọt cho nửa muỗng nha. Cho cà chua vô nha. Cho bạc hà nha. Bỏ cà bắp vô. Cho rau muống với giá thì vô canh ha. Mắm mình cho vô sau cùng nha, muỗng trống. Nó thơm nha. Cho ớt vô. Cho ớt vào, cho hành, cho tiêu. Chào cả nhà. Hôm nay em nấu canh chua lá lá giấm. Dạ, nấu cho hai anh ăn thưởng thức. Thử cái lá này nấu canh chua nó có khác với me không ha? Dạ. Thêm có cá lóc kho tiêu nữa hả? Dạ đúng rồi, cá lóc kho tiêu. Mời hai anh ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm cùng với ba anh em nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm với mấy anh em. Rồi mời cả nhà. Mời anh. Chúc anh ăn ngon miệng. Mời em. Dạ. Mời anh. Mời mấy đứa em ăn cơm nha. Này rộng lớn quá. Wow, canh chua giờ mình thấy rau là thấy hấp dẫn rồi đó. Canh chua mà có cà chua là ngon hả? Trứng khoái cà chua. Cái lá này nó cũng chua ha. Đó là ngon mà. Nó chua vừa phải chứ không có như me.
canh chua đủ hết trơn, bạc hà rồi. Chua này nấu đậm đà lắm. Cái vị chua nó cũng thanh thanh như là mình nấu trái tắc hoặc trái chanh ha anh Tức. Rồi Út ưu tiên cho anh Tấn cái đầu rồi thêm bộ đồ lòng nữa ha. Nay Út thèm canh chua hả? Dạ, bữa nay em thèm canh chua cá lóc. Út nấu gì cũng ớt nhiều chân rồi. Thử miếng cá lóc coi. Em thích ăn cái này. Vừa ăn quá. Ngon. Út nghe nấu canh chua đủ vị hết trơn coi. Ăn đủ thứ vậy nó ngon ha. Đầu cá béo quá. Nó lớn này nó chua mà nó chua nhẹ ha em ha. Chưa nó đậm, hồi đậm hơn me. Ăn nó cũng giống như lá giang vậy. Em biết lá giang không? Chưa biết. Hay đó. Đi vô vườn tìm tội cái có cái cây gì cái là ra món đó đó anh Tức. Trả cho mai dẫn đi nhiều đi. Nay ăn rồi sao ai cũng im ru hết trơn vậy? Ăn ngon quá. Không nói nên lời luôn anh. Có đồ muống nữa không? Đầu cá nè anh. Ồ, cà dạ. Chua này su mô hết lắm rồi mà mình ăn đi. Bắt trước su mô. Ăn cho đẹp da. Ăn cho đẹp da rồi nha. Ủa mình ăn cà nhiều là đẹp da hết anh Tức. Sao bữa nào mình ăn cơm cái trời ông cũng tiếng mưa hết trơn vậy ta. Cảm ơn anh. Cái chơi mà chấm nước mắm gừng gói rau rau sống nó ngon dữ lắm ha. Dạ. Rồi em không biết ăn cá chê. Không biết thì hai anh em anh ăn. Anh ngồi đó anh nhìn thôi. Anh ăn món khác ha anh. Ăn gì ba anh em ăn chung mới vui chứ. Không, giờ ăn cái gì anh không thích ăn là anh không có phần ăn. Không biết chứ không phải là không thích. Ăn đại đi. Mọi thứ ăn miếng cho nó có chất. Không biết ăn. Thịt bò không biết ăn. Dê không biết ăn. Cá chê không biết ăn. Nhỏ lớn, tại nhỏ lớn mẹ không nấu á, không biết ăn luôn. Có chê mẹ không ăn, cái mẹ không có nấu. Cá trên nó ăn ngon hơn cá là biết như là nó béo không? Giống cá bà sa vậy đó. Khác rồi hơi đó. Không, thịt nó em thấy hầu hào cá bà sa anh. Đúng rồi. Đâu khác không? Cá lóc này em mua to quá vậy. Cá tươi luôn. Món luôn hả? Cá tươi luôn á anh.
này đó. Cá mua mời chiều gì anh với anh Tấn đi chài cá sông cho em, cá nhỏ nhỏ nhưng mà ngon lắm, về mình chiên á ha anh Tấn, chiên á. Hồi xưa cá tí xí gọi là chiên xù á, ngon lắm. Chiên giòn, chừng nào cá bự mới chiên xù. Không, cá bự quá chiên xù xương nhiều, cá nhỏ chiên xù nó mới ngon. Ý là cá nhỏ là chiên giòn, còn cá bự người ta mới gọi là chiên xù, chiên chiên xù đó nó có giải á. Cá nhỏ đã dễ chiên luôn. Này có cơm trái nữa ngon ha. Út biết nấu cơm củi mà, nấu cơm củi hôm bữa ăn nhỏ nhẹt. Này hai anh em ha, nghĩ vô nấu cơm củi rồi. Lâu đâu đi dã ngoại chỗ tại hơi bị hớn tí ha anh. Có ăn ruột không nè, anh nhận cái ruột này nè. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi mưa tới rồi, có trời đen nè. Bây giờ 3 năm trên thử ăn kiến ra, nhưng để mưa ha. Không mặn. Ăn cá thì ngon mà xương nhiều quá. Cá lóc mà xương còn cá nhỏ nhỏ xương dữ nữa ha. Tròn thành chén nữa với hàng kệ mưa ăn gấp gấp không kịp. Tình thủ à. Xin gọi cho chén đầy luôn anh Tức. Mốt chắc em cho anh nghỉ ngồi gần người cơm quá. Lúa cá này nó thấm nó ngon. Không được ta. Chờ em lăn hùng huy á. Không, anh với anh Tấn cũng quay vậy nè. Trời mưa đó, anh em ngồi ăn cái gió ào cái rớt mới quay. Thôi luôn. Bể luôn á hả? Ừ. Đó, tới rồi. Không gió thì mai kéo đi à, không có mưa. Gió nữa. Gió mát quá. Mới lại. Vương trận hù hoài ơi. Trời mưa một hai lần luôn á, làm được. Nhiều khi làm được hơn nữa rồi. Mày không làm được đoạn cuối em. Là bỏ video đó luôn á. Mà lầm thầm á, trong bụng không trời, chờ ráng 10 phút nữa đi hả mưa. Không, không có mưa đâu. Gió nhiều, có mưa. Gió ít.
không, không mưa đâu, mưa đây à. Anh lắm hay quá, đang ớt nè. Ăn cà chua đẹp da nè. Đang mè dĩa cá. Cá không ngon quá. Nói trời đánh con chánh bữa ăn mà nãy giờ thấy ông trời húng hâm mình quá trời luôn. Trời con có hả? Có hiếu không à. Ông ném mình ra. Mời cả nhà ăn cơm với hai mấy anh em nha. Mà gió quá trời nói rất không nghe. Nước này sao nó ngọt thanh với trời lắm. Đó giờ anh cũng nấu lá giang lá lum mà lá này chưa nấu. Nhờ có Út mà ăn được món canh chua lá giấm nè. Chúng ta mà chung trong nhà ha, mua mà ngọt quá em. Mua anh. Nay trời mưa mấy anh em cũng ăn uống vội vã quá, cả nhà thông cảm cho mấy anh em nha cả nhà. Trời chuyển mưa quá trời luôn, cũng rớt hột rồi. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh của hai anh em, mấy anh em nha. Rồi để muốn thử trái chôm chôm đây, mời cả nhà ăn trái chôm chôm. Bây giờ mấy anh em cũng xin phép được kết thúc clip nha. Hẹn cả nhà vào clip sau nha. Bye cả nhà. Bye.